Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì chiều nay anh em cũng lại tiếp tục là lợp mái. Trước tiên là lợp mái bếp này, sau đó là láng nốt cái mái bếp, cái nền bếp cho hoàn thiện. Đó. Thì công việc cũng đã đi đến những cái giai đoạn đến đoạn kết rồi. Mì ơi! Mì ơi! Ôi giời. Em Mì thì đang chạy đi mua thêm ít đinh để ấy. Thì công trình cũng đã đi đến những ngày cuối cùng rồi. Sắp đến ngày bàn giao nhà rồi. Một lần nữa Tam Giác Mạch cũng xin chân thành cảm ơn tới quý cô bác Mạnh Thường Quân đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ cùng Tam Giác Mạch để tiếp thêm những cái hành động đẹp, những cái chuyến thiện nguyện ở trên vùng cao này. Thì nếu như anh chị nào, cô bác nào đã từng theo dõi Tam Giác Mạch rồi thì có thể sẽ biết được đây là căn nhà thứ tư mà Tam Giác Mạch đứng ra kêu gọi cũng như là ủng hộ. Thì cũng hết sức là may mắn và hết sức là vui, bởi vì biết được sự đồng hành của tất cả của các anh chị, đó là một cái động lực, nó cũng là một cái niềm vui để Tam Giác Mạch thực hiện được cái mong muốn của mình là góp một chút sức nhỏ vào sự thay đổi cái bộ mặt của bà con khó khăn ở trên vùng cao này, cũng như là ở các vùng khác nữa. Thì có thể trong tương lai dài, nếu như vẫn cần được sự ủng hộ của tất cả mọi người, thì những cái chuyến hành trình đến với bà con nghèo nó sẽ không dừng lại ở ở đây, lan tỏa đến các cái khu vực khác nữa. Đó. Cái này lợp xong vẫn phải mấy nữa nó phải đục để lấy cái dây buộc vào mới chắc được. Thế nhưng mà khu này khu khuất gió thôi, không sợ đâu. Bên dưới cây cối nhiều thế này. Bao nhiêu? 80 à? Dưới thì 80, rồi trên thì có 76. Ừ. Cho thừa từ 1-2 cân ấy, không ai lá lên cao hơn. Đó là ở dưới thì mình không cần quá kín đâu, mình còn láng nữa. Từ hơi nhiều một tí rồi. Ừ, đỡ phải bào. Đinh 10 à? Đinh 10. 1 cân à? Bây giờ em lấy cái gì chọc vào cái đinh? Tìm nhựa hay là dép hỏng hoặc là lốp xe? Chọc vào anh lực lượng luôn. Anh tưởng em mua khoảng 20 cân. Đùa thôi, anh bảo rồi, mua ít thôi. Đấy, đúng rồi, chừa rồi. Đúng rồi.
mét tám. Nhà này sẽ đẹp hơn nhà xử không? Nhà này rộng hơn mà, rộng hơn gần gấp đôi đấy. Ừ, rồi chương trình sau thì alo. Tại trước kia là cứ nghĩ là thứ nhất là bạn ở xa thì nó khó. Cái này bạn cứ làm đến đây cho mình. Đấy. 1 mét tròn. Một chín sáu đấy. Năm thì hơi cứng, còn 6 thì hơi đuối. Chín sáu dưới này là 1. Nói chung là cứ để nó hở một tí không sao, còn thừa thì mình mài nó khó, mài nó không được đẹp đấy. Hở tí thì mình cho thêm tí vữa vào. Hai cửa sổ, cửa này thì lắp gỗ rồi. Nhà này á? Nhà này làm được gần tháng rồi. 88 đúng không? Đây là lại khớp. Trên đấy bạn mới phải đục một tí thì mới lắp được. Nhà này cũng nhanh phết đấy. Nói chung là nhà này mình khoán hết, đâm ra là nó không được lộn xộn như nhà xưởng. Nhà xưởng anh em giúp nhiều, nên là nhìn nó đông người bây giờ. Trước là em mỉ còn không muốn mở cơ, sau đấy làm xong mới đầu mới đục này. Thế bây giờ mà nhìn nó mới xấu. Em nó thì sợ tối có người về nghịch. Đẩy mốt, 70. Rồi mình còn gông nữa nhỉ, gông sắt nữa. Hết sức bình sinh. Ôi vừa chuẩn nhè, chuẩn đét luôn. Thôi, không sao. Tầm này không sao. Đấy quá. Tô kìa, tô cà xúc, cà xôi vào này. À, cắt luôn à? Đấy.
Mày thay cân thêm. Bán ra. Này bổ đôi thôi. Mặt đeo một con bổ. Mặt đeo. Ui, mẹ tạc vai. Ngon thế. Quá to. Xà cây đấy ngáo in đấy. Thì lại vỡ pack cái này. Hai tấm nha. Mày mà bắt đâu? Mày phải cái gì mày? Mày mà mày đâu?
chết. Bỏ đi. Là cũng chết. Đi đó. Còn một tiếng không? Quạt quạt một em đi luôn. Úp ra cái chỗ. Bếp thoải mái, thanh thang luôn. Khu vực này thì mình sẽ chỉ thiết kế một cửa thôi mọi người ạ. Thiết kế cửa bếp thôi, bởi vì cái cửa trong nhà này nó đã thông ra bếp rồi. Thì như vậy sẽ tiết kiệm được một cái cửa. Đó. Và cái nhà này thì sẽ phải làm ba cái cửa. Một cửa sắt bên kia, hai cửa sổ và một cửa phía bếp này. Thì cũng theo như thiết kế nhà anh Sử trên kia, cũng làm cửa bếp để sau này liên quan đến phong tục thì còn sử dụng đến. Đó. Và một cái cửa nhà vệ sinh nữa, nhà tắm nữa, tổng là ba cửa lớn, ba cửa sắt lớn và hai cửa sắt nhỏ. Cửa chính thì sẽ là cửa gỗ theo như ban đầu. Cái này bóng này không cần đánh bóng á.
Đây, khô phát là nhìn bóng loáng, đi nền nhà là đánh bóng xi măng. Còn bóng lên cả nhà ấy nhỉ. Nhiều thích mà nhiều thế khác nhau phá bóng luôn. Nấu cơm cẩn thận đấy không chật chân. Đỡ là một công đoạn. Chà, cháu thiếu lắm đầy rồi nhé, chiêu gì ra đây. Thank you.